Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Và sau đây là tin sự thật sốc đằng sau chuyện Trường Giang Nhã Phương yêu nhau. Mới đây nhất trong cuộc phỏng vấn, Trường Giang đã có những chia sẻ thẳng thắn xoay quanh ồn ào tình cảm giữa anh và Nhã Phương. Theo đó, danh hài xứ Quảng bày tỏ chuyện hai người đi chung với nhau để PA là nhảm nhí. Bây giờ anh không cần quảng bá tên tuổi của mình làm gì nữa mà tính anh lại không thích giải thích. Ai muốn nói gì thì nói, anh chỉ tập trung vào sản phẩm hoạt động nghệ thuật mà thôi. Trường Giang từng khẳng định không y bạn diễn 49 ngày trước các fan, nhưng vẫn thường xuyên xuất hiện tình tứ bên người đẹp. Thế nhưng, danh hài cho biết những cử chỉ của cả hai trong thời gian qua đã nói lên tất cả. Anh chưa bao giờ chối việc yêu Nhã Phương. Việc anh nói không yêu cô trước đây là trong bối cảnh fan hỏi anh có yêu Nhã Phương và hai người có dự án nào chung. Anh trả lời là không, mọi người cũng đừng hy vọng cô ấy xuất hiện trong cuộc đời tôi một lần nữa, vì cả hai chưa có dự án nào chung cả. Ý là không muốn nhắc đến Nhã Phương, vì thời điểm đó anh đang quay phim cùng Angela Phương Trinh. Có lẽ nam diễn viên nói chưa rõ ý nên bị mọi người hiểu lầm. Đồng thời Trường Giang khẳng định, người như Nhã Phương mà không lấy về làm vợ thì thật đáng tiếc. Cô không biết hại người là gì, ngoan và lễ phép, nữ diễn viên xinh đẹp hoạt động nghệ thuật, nhưng không phải là kiểu người của showbiz. Nhã Phương bị áp lực từ mọi phía, kể cả gia đình, nhưng không có người đứng ra giải quyết cho cô. Từ khi có anh bên cạnh thì mọi thứ thay đổi. Anh không dám nói cuộc sống của Nhã Phương sẽ khác, cô sẽ tốt hơn, chỉ đơn giản là cô gái miền Tây có một người bên cạnh để nắm tay. Trường Giang thừa nhận cuộc đời Nhã Phương buồn nhiều hơn vui, và anh cũng vậy. Tuy nhiên, anh là diễn viên hài thì không được phô diễn điều đó trước khán giả, bởi đó là quy luật. Nhưng hai người yêu nhau thì có thể thổ lộ nỗi buồn với nhau. Nếu Nhã Phương thấy buồn, anh sẽ có mặt ngay lập tức, dù ở đâu đi chăng nữa. Thêm vào đó, Trường Giang cho biết anh cũng có một chút áp lực nhỏ vì mọi người bận tâm quá vào chuyện riêng của hai người. Nhưng đã là người nổi tiếng thì anh phải chấp nhận điều đó. Anh có được tên tuổi này là do đâu, tất cả đều là do công chúng quan tâm dành cho. Nếu không có vị trí nào thì không ai thèm đụng tới cả. Trường Giang cho biết những tai tiếng trong tình cảm khiến anh buồn rất nhiều, nhưng danh hài không bao giờ bàn luận đến vấn đề này. Người không biết thì nói thế này, người hiểu chuyện thì nói thế kia, người hiểu mập mờ lại kể thế nọ. Anh biết tất cả mọi thứ nên vẫn giữ im lặng, chỉ làm việc thôi. Nhiều người nghĩ những lùm xùm này ảnh hưởng đến hình ảnh của anh, nhưng kỳ lạ không fan nào nhắn tin hay gặp mặt hỏi anh chuyện gì đang xảy ra cả. Trong khoảng thời gian gần đây, chuyện tình cảm tay ba giữa Trường Giang, Nhã Phương và Vế Vân đã gây xôn xao dư luận khi nữ ca sĩ sinh năm 1983 quyết định công khai đoạn clip ghi lại cảnh cô và danh hài này tay trong tay sánh bước và dành cho nhau những thứ tình cảm trên mức bạn bè. Trong khi dư luận chưa kịp hết sốc thì bà mẹ một con này quyết định viết tâm thư khá dài kèm theo những đoạn nhắn tin trò chuyện qua lại giữa cô với Trường Giang, nhằm vạch trần sự thật nam diễn viên này đang lừa dối tình cảm và bắt cá hai tay. Ở thời điểm hiện tại, đang yêu Trường Giang và được hai bên gia đình chấp thuận, nhưng Nhã Phương lại tiết lộ rằng cô chưa muốn cưới. Thông tin của chúng tôi cung cấp cho các bạn đến đây là hết. Xin chào, tạm biệt.